xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Libby. Lâu lắm rồi thì mình không thu video trực tiếp trước máy quay như thế này, nên là sẽ hơi có chút gượng gạo. Dạo gần đây thì Linh cũng hơi bị ý tưởng về các video sẽ lên trên kênh của mình, nhưng mà Linh đã nhìn vào trong tủ make up của mình, ngoài son ra thì cũng có khá là nhiều thứ. Linh đã quyết định là Linh sẽ review về các loại kem nền, một series các tập luôn, review rất là nhiều loại. Và Linh cũng có khá là nhiều loại kem nền đấy. Và đặc biệt trong thời gian này thì Linh cũng nhận được một món quà từ Sky007. Ta-da! Đây. Thì trong này khi mà các bạn ấy liên hệ với mình ấy, thì có hai loại nền. Một loại là cushion và loại là nền. Và bây giờ thì mình sẽ cùng unbox nha. Ok. Chân chân. Khá là nhiều thứ đây. Ok, trong này sẽ có một tấm thiệp. Các bạn đi viết tay khá là nhiều thứ, mình sẽ đọc sau nhé. Ok, và tiếp theo sẽ đến một cái box, một cái túi khá là xinh, hologram mọi người ơi, của BBA. Và hai sản phẩm nền ngày hôm nay cũng đến từ BBA luôn. Đầu tiên là một kem nền này. Sau đấy, đây mình sẽ đặt cái hộp này xuống nhá. Hộp thì nó rơi hết đồ mất. Ok, bây giờ Linh sẽ gửi cái gói này ra. Các bạn ấy gói rất là cẩn thận. Trong có hai cái hộp nữa, thì một cái sẽ là cushion. Đây, cùng một bộ với nhau. Cái này là cushion. Cái này là cushion, còn cái này sẽ là kem nền. Và tiếp theo còn một cái hộp nữa. Hộp này trắng không thì... đây là một cái gương rất là xinh mọi người ạ. Về xíu, cái này thì mình có thể cho vào trong túi xách được. Để Linh sẽ unbox hai cái này nhá. Cái này là kem nền của BBA, dòng BBA Last Skin. Ôi, nhìn cái màu khá là xinh nhỉ. Đây, ta-da. Và màu Linh chọn ở đây là màu số 01, Light Beige. Tại vì bình thường da Linh cũng không phải là da quá trắng đâu. Nhưng mà Linh, nếu mà đối với kem nền ý, thì thường là Linh sẽ chọn một cái tông sáng hơn da Linh một chút, để cho khi mà mình make up hay là mình lên video này, hoặc là mình đi, thường thì Linh đi đâu Linh mình đánh kem nền ý, còn đâu Linh chỉ đánh cushion thôi. Vậy nên là kem nền thì Linh ưu tiên chọn các loại kem nền mà có tông sáng hơn da Linh một chút, để Linh khi, ví dụ là khi Linh quay video này thì Linh cũng được bắt camera hơn là khi Linh đánh cái nền mà tông tối. Tiếp theo sẽ là cushion, cái này là phần nước BBA Lash Cushion. Cái màu của hai cái vỏ này mọi người thấy khá là giống nhau đúng không? Linh nghĩ là chắc là trong cùng một bộ gì đó. Ok, Linh sẽ mở ra. Nhìn cái hộp mỏng này thì Linh biết chắc chắn là cái này nó sẽ không có lõi refill. Và nó sẽ chỉ có một phần như thế này thôi mọi người nhá, không có lõi refill. Đây, ngoại hình của em ý đây, khá là xinh. Ta-da, ôi cái bông đâu rồi? Bấm đâu rồi? Đây, nó dính lên gương, trời ơi. Sẽ có một bông mút này. Và tất nhiên là một lõi phấn ở đây nữa. Ok, với tập 1 này thì Linh quyết định sẽ review em cushion này trước nhá. Bởi vì hôm nay thì Linh cũng đang có việc muốn ra ngoài, thế nên là Linh sẽ tiện, Linh sẽ test luôn cái độ bền màu. Và như thế nào nữa, tức là độ bền màu, và xem là em này giữ được trên da bao nhiêu lâu nhá. Còn sản phẩm kem nền này thì Linh sẽ quay lại vào tập 2 nha mọi người. Rất là xinh. Ok, và bây giờ Linh sẽ chuẩn bị swatch mọi người cái sản phẩm này. Đầu tiên thì Linh sẽ nói qua về cái hãng BBA này một chút nhá. Mình nhận được món quà này của Sky007. Thì Sky007 là một đơn vị chuyên phân phối chính hãng sản phẩm của BBA và Eclipse. Và Linh rất cảm ơn Sky007 đã tặng cho Linh hai món quà này nha. Và đến với hộp cushion này thì đây là dòng phấn nước BBA Light Cushion. Sẽ có, khi mọi người mua thì sẽ có một cái hộp như thế này. Đây, sẽ không có lõi thay thế. Và Linh thấy cái giá của nó cũng khá là hợp lý, không quá cao đâu. Linh không nhớ lắm, nhưng mà Linh sẽ để giá ở đâu đó trên màn hình cho mọi người tham khảo nhé. Và với cái dòng phấn nước này thì Linh thấy nó có một cái màu khá là xinh. Không phải khá là xinh mà rất là xinh luôn ý. Nó như kiểu tông màu nude, nâu, rất là đơn giản nhưng mà xinh. Cái mặt của nó lì như thế này. Tiếp đến khi mình mở ra thì tất nhiên là có một cái gương ở đây. Mà Linh sẽ bóc cái dàn gương ra đã nhá, để có thể dùng được. Ui.
Cảm giác bóc tem thật là thích. Tiếp đến là một có một cái bông mút cushion như thế này. Thì Linh đánh giá là cái bông mút này khá là mềm mọi người nhá. Đó. Khi mà bông mút cushion mà nó mềm thì đánh rất là thích. Ok, khi mà mình mở ra như thế này nhá, là sẽ có một cái tấm chắn, một cái tấm phim để dán lên cái loại cushion như thế này. Mình sẽ bóc ra. Ok. Đây, với cả Linh quên mất không nói với mọi người màu. Với cái cushion này thì cũng là màu số 01 Light Beige. Thì Linh nhớ là cái này có tận 3 màu thì phải. Tức là có một màu dành cho da trung tính và một màu nữa là dành cho da ngăm. Linh thì như đã nói ở đầu video ấy là Linh rất thích những cái nền mà có tông sáng hơn da Linh một tí. Và bây giờ bắt đầu vào chuyên mục swatch thì đây chính là da mộc của Linh. Đây. Tất nhiên mọi người thấy có Linh có lông mày này, mascara kẻ mắt và môi, còn đâu là da mộc hết hoàn toàn hết nha. Linh đã skincare đầy đủ rồi. Sau khi như mọi người biết là sau khi mình sinh em bé xong thì da mình có thay đổi hơn trước rất là nhiều. Bây giờ thì da mình có khá là bị đỏ, có nhiều vết đỏ này, một chút tàn nhang. Và không biết là nám hay là tàn nhang nữa, nhưng mà Linh nghĩ là mới lên thế này thì chắc đó chỉ là tàn nhang thôi. Và một điều đặc biệt là mũi Linh lên rất là nhiều mụn đầu đen. Và Linh đang tích cực để có thể chăm sóc lại làn da của mình. Ok, và Linh nghĩ một làn da nhiều khuyết điểm như thế này thì có thể đưa ra một cái đánh giá khá là khách quan cho mọi người về tất cả những cái dòng kem nền. Và Linh đặc biệt nói với mọi người thêm một cái nhỏ nhỏ này nữa, là trong cái series này, các tập tiếp theo thì Linh sẽ review khá là loại kem nền, khá là nhiều loại kem nền đang hot đấy. Ví dụ như là kem nền của Lemonade chẳng hạn. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào mục swatch nha. Linh sẽ lấy một chút. Đây. Vì là cushion mới bóc tem thì nên là ấn nhẹ một cái nó đã ra phấn rồi. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu tán nha. Đấy, như mọi người thấy này, cái này nó sáng hơn da của Linh. Bây giờ Linh sẽ tán ra nhá. Dặn bớt sang bên này cho nó đỡ nhiều phấn. Đó, mọi người có thể thấy đúng không? Là nó sáng hơn da của mình. Nhưng mà thường thì Linh hay dùng như thế này hơn. Mới áp peel lên da thì Linh thấy khá là mát. Cái mùi phấn nước này rất là thơm nha mọi người nhá. Mùi thơm của nhẹ nhàng á. Hình như là mới sinh em bé xong thì da mình cũng hơi ngăm lên thì phải. Chứ mọi khi mình đánh cái tông line này thì cũng không bị sáng quá cho cái da của mình đâu. Chứ rồi Linh quên mất là không đánh nửa mặt cho mọi người so sánh trước. Linh sẽ tán cái này trước nhé. Mới đánh vào phần mũi thì Linh đã thấy là nó che được cái lỗ chân lông của Linh mọi người ơi. Cái mụn đầu đen ở mũi á. Và mình đã đánh xong một nửa bên mặt này. Và đây mọi người có thể nhìn thấy này. Xong rồi mọi người vì quên mất Linh đã ấn cái phấn ở bên này. Nhưng mà mình vẫn có thể nhìn rõ được cái sự khác nhau giữa một bên đã đánh và một bên chưa đánh đúng không? Đây. Và mọi người sẽ nhìn thấy hơi trắng một tí. Nhưng mà Linh thấy không sao đâu. Lát nữa Linh sẽ đánh thêm má hồng nữa là nhìn sẽ rất là ok. Và Linh có một chút nhận xét về cái bông mút này. Lúc đầu Linh nói là khá là mềm không? Và đây nó rất là mềm luôn ấy. Nhưng mà cái mút cushion mà dạng kiểu Linh cảm giác hơi xốp xốp như này này, thì hơi kiểu bông bông xốp xốp nên Linh cũng không biết tả như nào nữa. Nhưng mà cái kiểu bông như thế này, đây mọi người nhìn kỹ này, thì khi mà mình miết ấy, tức là mình sẽ dặm như thế này để đánh đúng không? Nhưng mà một số chỗ là Linh hay kiểu hay miết như này này, thì Linh cảm giác là nó hơi zip. Thế nên là khi mà mọi người, trước khi mọi người sử dụng, mọi người có thể xịt một chút, xịt khoáng để làm hơi làm ẩm ẩm nhẹ cái bông này, thì khi đánh nó sẽ bớt được cái độ zip trên cái mút hơn. Và Linh thích nhất cái loại mút mà của cái cushion này nhỉ. Một loại cushion mà tức là cái bề mặt này nó trơn hơn cơ. Đấy, chứ nó không phải là kiểu bông bông như thế này. Nhưng mà khi đánh cũng ok, mọi người có thể khắc phục bằng cách là mọi người xịt khoáng vào thì nó sẽ đỡ zip hơn. Tiếp theo thì về kem nền, Linh sẽ nhìn kỹ ở đây.
thì như mọi người thấy là cái phần mũi của mình ấy có mụn đầu đen. Không biết là ở trên camera có rõ không, nhưng ở ngoài thì cái mụn đầu đen của mình sẽ khá là rõ. Vì khi mà các bạn sinh em bé xong thì tất cả các lỗ chân lông của các bạn sẽ nở hết ra. Linh cũng như vậy, ở người cũng như thế luôn á. Thế nên là cái mụn đầu đen xuất hiện ở mũi là rất là nhiều luôn. Bởi vì khi mà mình chăm em bé thì cái đợt vừa rồi mình khá là bận, thế nên là cái việc dưỡng da thì mình cảm giác như mình làm nó không được kỹ cho lắm. Thế nên là trong thời gian này đỡ bận hơn một tí thì Linh sẽ cố gắng chăm sóc da thật là tốt, để có thể chẳng hạn là Linh sẽ review những cái loại sản phẩm và để triệt được cái mụn đầu đen này cho mọi người chẳng hạn. Ok, và mình có một cái khuyết điểm ở đây mà bạn nào hay theo dõi video của Linh sẽ rõ, đó chính là Linh có một cái bớt màu hơi nâu nâu nhẹ ở cái phần bên má bên này. Đây thì mọi người có thể thấy này, nó che phủ được tầm 70%, nó vẫn còn hơi nhạt nhạt một tí. Thì tất nhiên là cushion thì độ che phủ của nó sẽ không được là hoàn hảo giống như là kem nền đúng không? Vậy nên là mình sẽ chỉ yêu cầu nó cái độ che phủ được tầm 70%, 80% mà Linh thấy khá là cao rồi. Bởi vì là cushion ấy, nếu mà nó mà che phủ quá tốt thì thường là chất phấn của nó khá là dày. Và Linh thì Linh không thích các loại cushion mà nó dày. Thường thì Linh sẽ chỉ thích những loại cushion mà nó mỏng, nó chỉ hơi lên màu một tí thôi, xong đó là mỏng nhẹ thì Linh dùng hàng ngày sẽ hợp hơn. Và tiếp đến một cái nữa, đó chính là ví dụ như là những cái vùng cánh mũi này của Linh này, và những cái vùng đây, cánh mũi này, dưới cằm này, đó thì là Linh cảm thấy là phấn, cái chất phấn này Linh cảm thấy thôi nhá, là nó sẽ hơi bị đọng lại vào những cái rãnh nhăn của mình và những cái cạnh mũi như thế này khi sau một thời gian. Thì hôm nay Linh sẽ update cho mọi người vào buổi tối sau khi mà Linh đã trải qua một ngày. Và bây hiện tại thì nó đang rất là đẹp nhá, hiện tại thì nó đang rất là mướt. Nhưng mà cái phần má này của Linh này thì đợt này da Linh bị khô. Đây mọi người có thể nhìn thấy là nó hơi bị kiểu két két phấn một tí hay sao ấy đó, ở cái phần này. Còn đâu thì rất là đẹp. Duy nhất cái phần này thì Linh cảm thấy là nó hơi bị két phấn một tí. Không biết là Linh camera có rõ không? Đó, ở phần này nè. Còn đâu thì lớp nền này khá là ổn và nó che được những cái lằn đỏ trên da của Linh. Linh thấy khá là ok đấy. Và bây giờ Linh sẽ đánh nốt bên này cho mọi người xem nhá. Đó, bây giờ Linh sẽ tán cái này ra. Cái mút này nó, đó nó bị kiểu hơi rít rít với cả nó mềm nhưng mà nó hơi khô ấy. Thế nên là khi mà mọi người dặm bên này mọi người sẽ nghe tiếng rít 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 rít, hơi sợ, hơi ghê răng một tí. Thực ra đây cũng là lần đầu tiên mà Linh sử dụng các sản phẩm nền của BBA. Bình thường thì cái dòng cushion mà Linh yêu thích nhất thì có hai loại. Một loại là một dòng của Merzy, cái dòng mà Linh đã review ở trong kênh của mình ý, các bạn có thể tìm lại. Linh thích nhất là dòng cushion glow á, nó bóng. À đấy, và cái mút của nó rất là thích mọi người nhá, nó không bị zip. Cái mút này mọi người nhớ là trước khi dùng nhớ xịt khoáng vào nhá. Ok. Được cái là cái chất phấn của cái cushion này rất là dễ tán. Linh chỉ dặm nhẹ vài lần là nó đã quyện vào nhau rồi, không phải dặm quá nhiều lần. Và Linh cảm thấy là em kem nền này có thể dùng được cho các bạn da dầu luôn á. Các bạn da dầu thì hãy nhớ cho em này vào list để có thể test thử nhá. Có thể trải nghiệm cái sản phẩm này, Linh thấy là rất hợp với các bạn da dầu luôn ấy. Và bây giờ thì mình sẽ đổi một chiếc gương to hơn để có thể nhìn toàn tổng thể mặt để review cho mọi người chính xác nhất nhá. Sau khi mà Linh đánh hai bên thì mọi người có thể thấy là màu khác nhau giữa mặt với cổ đúng không? Thì Linh sẽ đánh cả cổ nữa. Và nếu mà có điểm để chê thì đầu tiên là Linh sẽ chê cái mút nhá. Thật sự là nó rất là mềm ạ, nhưng mà đó, mình đã nói là nó hơi bị zip 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 rồi. Mọi người hãy nhớ khắc phục bằng cách xịt khoáng. Nhưng mà Linh để xịt khoáng ở trên tầng mà bây giờ chạy lên thì hơi ngại. Ok, và với lớp nền này
thì Linh thấy là độ che phủ nó khá là tốt đấy mọi người ạ. Bởi vì nó che được lại những cái vết đỏ này, cả mặt mình bị lên những cái gân xanh thì nó che được khá một chút. Nếu như mọi người nhìn kỹ vào zoom sát vào gương thế này thì mọi người vẫn sẽ nhìn thấy. Nhưng mà khi để cách chắc tầm 20-30cm thì ok nhá. Còn những cái vết đỏ trên mặt mình là nó che phủ hoàn toàn luôn. Những cái vết đỏ kiểu cảm giác là da đang hơi bị yếu á, thì nó che phủ được hết luôn. Cái bớt ở đây của mình thì nó cũng che phủ được tầm 70%. Cái phần bọng mắt, vùng thâm bọng mắt thì cũng không che được nhiều lắm. Bởi vì là mắt của mình đợt này rất là thâm luôn ấy. Kiểu như là mình mất ngủ nhiều mà, thế nên là mắt rất là thâm. Còn về cơ bản mình thấy lớp nền nó khá là ok, khá là tiệp vào da. Khi mà mình tàn phấn ấy, nó rất là ăn và nó tiệp vào nhau rất là nhanh, chứ không phải dặm đi dặm lại nó mới ăn vào mặt. Và Linh để ý là cái lớp nền này nó cũng sẽ khô và finish của nó là lì, thế nên là rất hợp với các bạn nào mà da dạng da dầu, và đặc biệt là rất hợp với mùa hè này nữa. Các bạn da khô ấy thì mùa hè này da cũng sẽ không bị khô lắm, và khi các bạn dưỡng ẩm đầy đủ rồi thì hoàn toàn có thể dùng được lớp nền này, dùng được cái em cushion này. Mình thấy em này là finish lì, nên là bạn nào thích kiểu là một lớp nền khô thoáng, không quá bóng. Tức là nếu mà nói là lì hoàn toàn thì cũng không phải. Khi mà mọi người di chuyển mặt như thế này thì nó vẫn sẽ có những cái điểm bóng, giống như là mình đánh highlight ấy, là những cái phần gò má này, những cái phần gồ lên thì nó sẽ bóng. Còn đâu mình nhìn nó sẽ là một lớp finish lì rất là đẹp. Chất phấn của cái cushion này thì mình nói chung là nếu mà xét về thang điểm 10 thì mình sẽ cho vào tầm 6.5 đi. Tại sao lại 6.5? Bởi vì là mình không biết là do làn da của mình hay là do cái cushion này mà ở cái phần bên này nó lại lên theo kiểu là hơi, mình đã nói đấy, nó hơi bợt bợt, xong rồi nó cứ hơi kiểu cảm giác là phần nó bị dính ở đây á. Còn bên này thì lại không bị. Mà Linh đã cố gắng tán cái bên này, thế chắc là da của Linh ở bên này nó bị một cái vấn đề gì đấy. Đó. Và khi nói chuyện với mọi người một lúc này thì cũng đã lộ cái vết râu rồng này ra của mình rồi. Linh có hai cái vết râu rồng ở đây. Ok, và Linh đã hoàn thành cái phần test cái sản phẩm cushion Lash Cushion, BBA Lash Cushion này. Và bây giờ thì Linh sẽ bắt đầu một ngày của mình, và Linh sẽ quay lại cái phần sau một ngày thì cái lớp nền này nó sẽ còn như thế nào trên da của mình nhá. Và bây giờ là tầm 11 giờ. Đây. Bây giờ là tầm hơn 11 giờ một tí. 11 giờ trưa nhá mọi người nhá. Và Linh sẽ quay lại vào buổi tối để xem là sau vài tiếng lớp nền này nó sẽ như thế nào nhá. Mình đã quay trở lại rồi đây, và sau 9 tiếng thì bây giờ là 8 giờ. Mình sẽ update lại cái lớp nền của mình hôm nay nhá. Và hôm nay sau khi mà make up xong thì mình đã làm rất nhiều việc, cái ăn trưa ăn tối này, sau đấy là mình có đi ở ngoài trời nắng nữa, mình cho em bé nhà mình đi tiêm. Thì không biết là sau bây giờ lớp nền của mình sẽ như nào đây. Mình cũng muốn thuyết định xét là cái lúc mà mình đưa em bé mình đi tiêm ở ngoài trời ấy, sau đó mình về lúc đấy là 5 giờ chiều, tầm 5 giờ chiều thì mình đã thấy là cái lớp nền của mình nó đã bị xuống tông rồi, nó không còn sáng như lúc đầu nữa. Nhưng mọi người có thể thấy ở trên video này, vùng cổ của mình và vùng mặt của mình đã gần như là nó không có một cái gì chênh tông so với lúc đầu nữa. Lúc đầu thì là mình đánh cái màu nền này nó sáng hơn cái tông cổ của mình, và bây giờ thì nó gần như là không khác biệt gì luôn. Nó đã xuống tông rất là nhiều, bởi vì cushion thì thường nó sẽ không giữ được cái tông màu ở trên mặt nhiều như là kem nền. Và cái thứ hai nữa là kem cushion thì mình sẽ không dùng phần phủ lên, vậy nên là cái việc mà nó giữ được cái lớp nền chặt trên mặt ấy thì nó cũng sẽ khó hơn là kem nền. Và nếu như bạn nào mà muốn giữ chặt thì có thể phủ thêm một lớp phần phủ và xịt setting spray để cho lớp nền được set hoàn toàn lên mặt nhá, nó lâu trôi nhất. Nhưng mà Linh nghĩ là cushion thì thường mọi người sẽ không đánh kiểu như vậy, mà thường sẽ chỉ đánh cushion không thôi. Ở một số vùng, ví dụ như là những cái đường nếp nhăn này, những cái đường nếp nhăn thì là không bị phấn đậm vào nhá mọi người nhá. Đây mọi người có thể nhìn thấy, Linh đang nhìn ở trong gương đây, là hoàn toàn không bị đậm phấn. Ở những cái vùng dâu rồng của mình đấy, là hầu như là nó không đậm vào cái vùng cánh mũi này. Nhưng mà cái hiện tượng đổ dầu thì rất là nhiều nhá, bởi vì là thời tiết Hà Nội nắng nóng như thế này mà.
Một cái nữa là nó bắt đầu cái khuyết điểm của mình nó đã bị lộ ra, ví dụ như là quầng thâm mắt này nó đã rất là rõ rồi, và những cái vết đỏ bên má của mình thì nó cũng hiện lên kha khá rồi đấy, bởi vì là cũng 9 tiếng rồi, ít, rất ít, và gần như là không có lại cushion nào có thể giữ được đến tận 9 tiếng. Hoặc là lâu lâu Linh thấy thì bình thường trong mình cushion giữ được tầm 4 tiếng là nhiều rồi, sau đấy là mình sẽ phải dặm lại nữa cơ. Còn hôm nay là Linh hoàn toàn không dặm lại một chút nào, Linh muốn test thử xem là sau một ngày thì cái lớp nền đấy nó còn trên da mình như thế nào, để biết lên là Linh không tác động một thêm một sản phẩm nào hoặc là không dặm lại để cho cái phần thử này nó được công bằng nhất. Và một cái nữa là sau 9 tiếng thì bắt đầu là mặc dù là nó không đọng phấn vào những cái phần rãnh ở trên mặt, nhưng mà cái phấn mình cảm giác là nó hơi bợt bợt ra mọi người, theo kiểu là bắt đầu mọi người sẽ nhìn thấy những cái hạt phấn ở trên mặt ấy, chứ nó không còn làm mịn hết vào mặt nữa đó. Vậy nên là Linh thấy là khi mọi người dùng cushion với những bạn nào da dầu hoặc là nói chung là dùng vào mùa hè này thì mọi người nên phủ một lớp phấn không màu để vào những cái phòng chữ T này này, để có thể kiềm dầu và có thể giữ được cái lớp nền lâu nhất có thể ở trên mặt nhá. Và Linh chợt nhận ra là Linh quên mất không đọc một chút về nội dung cushion này cho mọi người biết. Vậy nên là bây giờ Linh sẽ nói bù nhá. Đầu tiên thì em này tên là BBA Light Cushion, một loại phấn nước của nhà BBA. Em này không có lõi thay thế thì Linh đã nói rồi. Còn một cái nữa Linh quên chưa nói đó chính là em này có SPF 50 cộng và BA 3 cộng. Một cái chỉ số chống nắng khá là lý tưởng. Tuy nhiên là với cái thời tiết Hà Nội nó quá là nắng nóng và gay gắt như thế này, mọi người ra đường vào buổi trưa, cái nắng đỉnh điểm nó thực sự là rát da và bị tra tấn luôn á, thì mọi người vẫn nên sử dụng kem chống nắng để có thể bảo vệ da toàn vẹn nhất. Đấy, Linh đi có một buổi trưa về thôi mà bây giờ khản cả tiếng luôn. Tiếp đến nữa là nếu như mọi người muốn chống nắng toàn diện hơn nữa thì nhớ uống viên uống chống nắng nhé. Và đấy là tất cả những set của Linh về sản phẩm này. Còn giá thành thì Linh thấy một cái giá thành của sản phẩm này cũng khá là hợp lý cho một sản phẩm cushion mà không có lõi thay thế. Linh đã nói là Linh sẽ để giá ở đâu đấy màn hình đúng không? Và video của Linh đến là hết rồi. Hẹn gặp mọi người trong tập 2 của series review kem nền của Linh nhé. Tạm biệt mọi người.